Mèo Min mọi ngày thì rất là bạo dạn nhưng hôm nay thì lại hơi nhút nhát. Mèo Min mới nằm ở đây này. Đây là mèo Kiki. Kiki này bị đau mắt rồi không? Là Kiki đang chơi với những cây hoa rất là nhiệt tình. Nghịch cực kỳ luôn. Các bạn xem video mèo trên kênh Kitten Mèo VN của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh của channel Kitten Mèo VN nhé.